Ok, start. Xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Nguyễn Huỳnh Trang. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về nội nha, điều trị nội nha một đường nhẹ. Vâng, các bạn có nghe rõ tôi không ạ? Xin chào các bạn. Vâng, thì như đã hứa với các bạn là hôm nay chúng ta lại gặp nhau và sẽ chia sẻ về điều trị nội nha một lần hẹn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau để một thêm một ít thời gian nữa thì khi các bạn vào đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, chúng ta sẽ còn khoảng 1-2 phút nữa để chúng ta sẽ bắt đầu bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi chia sẻ về điều trị nội nha một lần hẹn. Vâng, xin chào các đồng nghiệp. Xin chào các đồng nghiệp trẻ. Chúng ta đã vào đủ chưa ạ? Có bao nhiêu người vào đủ? Vâng, thì hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều trị nội nha một lần hẹn. Hiện tại là có 160 người đã vào và tôi muốn chờ thêm một ít phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, con số đang lên là 181 ạ. Thì trong cái bài ngày hôm nay thì tôi muốn nói với các bạn, muốn chia sẻ với các bạn về điều trị nội nha một lần hẹn. Chúng ta hãy học khi người khác nghỉ ngơi, hãy lao động khi người khác lười nhác và hãy chuẩn bị khi người khác chơi bời. Chúng ta sẽ có một giấc mơ khi người khác chỉ ao ước. Đấy là những cái điều mà tôi luôn tự động viên mình khi còn đang học nội trú. Và thời gian này là tôi đang chờ cho đủ người vào thì tôi sẽ chia sẻ. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn về chính bản thân tôi. Tôi là thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Quỳnh Trang. Tôi rất là thích về nội nha và tôi làm đề tài tốt nghiệp bác sĩ nội trú về nội nha. Nội nha là một chuyên đề mà thực sự là tính rủi ro thì cao và cái giá trị mà chúng ta thu lại được thì lại không được cao, nhưng mà tôi vẫn rất là đam mê cái bộ môn điều trị nội nha khi tôi còn đang học nội trú. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về điều trị nội nha một lần hẹn, chỉ định nguyên tắc kỹ thuật, quy trình kỹ thuật và bàn luận một số các cái kết quả cũng như là cách xử trí khi mà chúng ta gặp rủi ro thất bại, chúng ta có thể điều trị lại. Vâng, bây giờ đã có 289 người đang theo dõi trực tiếp. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình học của chúng ta ngày hôm nay và con số đã lên là 305 người ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe tôi chia sẻ. Vâng, 311 người rồi ạ. Vâng, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào chương trình học ngày hôm nay nhé. Vâng, điều trị nội nha một lần hẹn thì theo tôi, theo cái quan điểm của tôi là chỉ định là những cái trường hợp là viêm tủy thanh dương huyết cấp T2. Vâng, những cái trường hợp mới chớm bị viêm tủy cấp thì nó có dấu hiệu như thế nào? Thứ nhất là đau nhức dữ dội ở răng. Thứ hai là những cái bệnh nhân mà thường phải đau, rất là đau thì cái mùa COVID này thì người ta mới đến dám gặp chúng ta, mới đi khám răng. Vì vậy là tôi đã chia sẻ cái bài viêm tủy này để chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm cũng như là những cái độ kiến thức để chúng ta tự tin hơn trong việc xử lý cũng như là giúp bệnh nhân hết đau.
Và nguyên nhân của viêm tủy thì đa số là sâu răng, từ vi khuẩn, nhiễm khuẩn từ độ sâu, hoặc là dạng nứt răng, hoặc là mòn răng mà độ ngà, sắc tủy. Ngoài ra thì có một trường hợp mà nữa là viêm quanh răng và dẫn đến viêm tủy ngược dòng T2. Những cái nguyên nhân khác thì có thể là nguyên nhân vật lý như là chấn thương sang chấn khớp cắn mãn tính, hàng kênh, hoặc là mài răng sinh nhiệt, hoặc là các chất hàn cũ như là amalgam gây dẫn nhiệt và lâu lâu nó sẽ bị vào tủy. Về hóa học thì có thể là có những cái hóa chất trong đồ ăn như là axit đường, bánh mì, rồi các cái chất kích thích trong cái vật liệu hàn răng như là composite như là có etching, và các thuốc điều trị tủy như là acen, thuốc điều trị răng như là TS hoặc là R4 để lâu cũng có thể gây ảnh hưởng lung lay răng. Về cái triệu chứng của viêm tủy cấp hay còn gọi là viêm tủy không hồi phục và có trị định lấy tủy là cơn đau dữ dội trên 15 phút. Và triệu chứng của viêm tủy cấp T2 đó chính là bốn triệu chứng. Nhất là đau đột ngột, đau dữ dội, đau tăng khi ăn nóng lạnh và không liên quan đến bữa ăn, đau thành cơn đau tự nhiên và đau lan lên đầu, đau nhiều về đêm và đau khi nằm thấp. Vâng, đấy là những cái triệu chứng. Nhưng mà chúng ta cần phân biệt hai loại viêm tủy cấp, đó là viêm tủy thanh tâm huyết cấp, hai loại viêm tủy cấp và viêm tủy thanh tâm huyết cấp. Thì cái viêm tủy cấp ấy là người ta thường người ta chỉ nghĩ là có một loại. Tuy nhiên nếu như các bạn mà không phân biệt được hai loại này mà các bạn điều trị cái loại mà viêm tủy mủ cấp, tức là vi khuẩn nó đã chết rồi nhưng mà nó chưa viêm cuống và nó đã cái tủy nó đã mủn ra rồi, tức là một số bệnh nhân thì đau quá xong đi mua thuốc kháng sinh uống và cái vi khuẩn nó chết quá mủ, thì những cái trường hợp này gõ dọc đau và ăn nóng ăn lạnh đều đau nhưng mà không có viêm quanh cuống, không sưng lợn. Còn viêm tủy thanh tâm huyết cấp tức là những cái trường hợp là thử lạnh đau nhưng thử nóng không đau, có ngang đau nhưng gõ dọc không đau, thì đấy là những cái trường hợp có thể điều trị nội nha một lần hẹn. Cái viêm tủy mủ cấp thì chúng ta nên thận trọng, tại vì là gõ dọc đau là không nên điều trị một lần hẹn. Đấy là theo quan điểm của tôi. Cái viêm quanh cuống ấy thì nó còn phải có các triệu chứng ở vùng cuống, ví dụ như sưng lợn vùng cuống hoặc là có cái tổn thương vùng cuống nhưng mà cái mà nó có áp lực ở vùng cuống, tức là có thể là viêm tủy mủ cấp, các triệu chứng giống như viêm tủy cấp nhưng mà nó lại thêm một cái gõ dọc đau là chúng ta không nên điều trị một lần hẹn. Các bạn lưu ý nhé, gõ ngang đau thì có thể điều trị một lần hẹn vì nó mới chớm ở buồng tủy, nhưng mà gõ dọc đau thì không nên nha. Còn ngoài ra còn có là tủy hoại tử, thì những cái trường hợp tủy thối không đau thì chúng ta cũng không nên điều trị một lần hẹn. Đây là những cái trường hợp mà tủy bị nội tiêu hoặc là đổi màu hoặc là chết tủy thì chúng ta cũng không nên điều trị một lần hẹn. Đấy là về chỉ định. Còn về nguyên tắc điều trị, nguyên tắc điều trị là chúng ta phải đảm bảo cái tam giác nội nha. Tam giác nội nha là gì? Vâng, các bạn nguyên tắc nội nha tức là một là phải đảm bảo vô khuẩn theo Striller. Để đảm bảo vô khuẩn là một điều mà chúng ta luôn luôn phải cố gắng trong cái quá trình làm sạch và tạo hình. Chúng ta làm sạch cả ống thủy chính và ống thủy phụ và tạo hình tốt toàn bộ hệ thống ống thủy chính. Ngoài ra chúng ta phải làm sạch gơm rửa hết toàn bộ cái vi khuẩn ở trong các cái ống thủy chính xin lỗi các bạn. Vâng, thì mà nguyên tắc thứ ba là hàn kín khít ống thủy theo không gian 3 chiều. Các bạn nhớ nhá, hàn kín khít và toàn bộ hệ thống ống thủy theo không gian 3 chiều và vật liệu không tiêu, đấy chính là ba cái nguyên tắc nội nha, ba nguyên tắc nội nha của Schiller. Về quy trình điều trị, quy trình kỹ thuật điều trị nội nha một lần hẹn nó chỉ có 4 bước, 4 bước ạ. Thứ nhất là gây tê và đặt đê cao su cách ly nước bọt, thứ hai là mở tủy xác định
số lượng ống thủy và lấy thủy sống, thứ ba làm sạch và tạo hình tốt toàn bộ hệ thống ống thủy, và thứ tư là xác định chiều dài làm việc, thử côn và hàm ống thủy kết thúc. Đó là bốn cái phương bước mà chúng ta làm trong một lần hẹn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sâu vào bước một, đó chính là muốn lấy thủy một lần hẹn thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Gây tê ạ. Nếu chúng ta không gây tê tốt thì chúng ta rất là khó mà có thể điều trị một lần hẹn, hay nói là hay còn nói là không thể. Nếu mà chúng ta gây tê tốt thì chúng ta có thể lấy thủy sống và điều trị một lần hẹn được, nhưng nếu chúng ta gây tê không tốt thì chúng ta sẽ thất bại ngay từ khi bắt đầu. Cho nên là chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ học về phương pháp gây tê nhá. Nói chung là chúng ta trước khi mà gây tê thì chúng ta phải chụp phim X quang, chẩn đoán, tư vấn và chuẩn bị bệnh nhân để bệnh nhân có thể hợp tác. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, là con số đó lên là 465 người ạ. Vâng, thì cái phương pháp kỹ thuật gây tê, bốn phương pháp tôi tổng kết trong một slide này: gây tê niêm mạc, gây tê dưới niêm mạc, gây tê cận chóp, gây tê dây chằng và gây tê trực tiếp vào buồng tủy. Các bạn có thể chụp lại cái slide này, hoặc là các bạn có thể là học thêm bài gây tê, thì trong cái lớp nội nha từ A đến Z tôi sẽ cho các bạn thực hành cũng như là chỉ kỹ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua các bước. Thì gây tê xong chúng ta sẽ đặt tê cao su để đảm bảo vô khuẩn và chuẩn bị các cái dụng cụ điều trị nội nha. Chúng ta có thể là cần thứ nhất là các cái thước đo và các cái file. File thì có file tay và file máy, tức là các cái châm hay là các cái châm tay và châm máy, và các cái máy định vị chóp. Bây giờ hiện nay thì với sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật thì chúng ta có thể sử dụng các cái máy nội nha cầm tay, các cái máy nội nha siêu âm, endo của Hoopaker để làm sạch sâu các ống tủy phụ và ống tủy chính trong một lần hẹn, đặc biệt là các ống tủy phụ. Cái máy nội nha thông minh này thì nó có cái chế độ auto revert, tự động đảo chiều khi gặp lực cản và đến cái giới hạn ở phía chóp, thì chúng ta sẽ rất là yên tâm, không sợ quá chóp, và chúng ta điều trị lại không sợ để điều trị lại, chúng ta sẽ điều trị một lần hẹn và an toàn một cách nhẹ nhàng. Về các cái hàng thì trước đây là chúng ta hay hàng những cái chất hàng như là oxenol và cortisone, thì bây giờ chúng ta sẽ hàng những cái chất hàng như là Costa, Pecha và các cái chất láng dính của các cái hãng như là 3M. Và bước thứ hai, bước thứ nhất là chuẩn bị và gây tê, chuẩn bị giặt cái cao su. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ mở tủy. Vâng, mở tủy thì cũng là một cái bước rất là quan trọng trong việc là dẫn đường để cho các cái dụng cụ đi vào trong ống tủy. Và một số các lưu ý mà tôi muốn lưu ý với các bạn là tránh bỏ sót ống tủy, tránh để lại các cái góc tai mèo, và với công nghệ thì chúng ta nên tối thiểu số lần hẹn, tức là điều trị một lần hẹn. Nhưng điều trị một lần hẹn làm thế nào để cho không đau và không tái phát, đấy mới là cái điều mà chúng ta đang muốn hướng đến. Thứ nhất là chúng ta phải thuộc được các cái vị trí của ống tủy và không được bỏ sót ống tủy. Nếu chúng ta bỏ sót ống tủy thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là bệnh nhân sẽ đau lạ. Vâng, con số lên đến 500 người rồi. Chúng ta vâng, xin cảm ơn hãng Hoopaker cũng như là các nha sĩ đã ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn em Đức đã cùng tôi thực hiện chương trình này, và cảm ơn hãng Hoopaker cũng như là các cộng sự. Vâng, thì các bạn nhìn thấy là răng hàm trên thì sẽ dễ hơn là răng hàm dưới với nhóm răng cửa. Vì sao ạ? Vì ống tủy rất là rộng và nó chỉ có một ống tủy to rộng
và thẳng có một ống tủy, còn răng cửa hàm dưới thì nhiều trường hợp, ví dụ như răng hai hàm dưới, răng cửa hàm hoi nhưng mà lại có hai ống tủy và dẹt theo chiều ngoài trong, thì chúng ta hay bỏ sót cái ống tủy thứ hai của cái răng cửa hàm dưới. Đấy là điều mà chúng ta phải lưu ý. Còn nhóm răng hàm nhỏ thì ngược lại, nhóm răng hàm nhỏ hàm trên thì thường có hai ống tủy và nhóm răng hàm nhỏ hàm dưới thì có một ống tủy. Đó chính là cái sự gọi là nó hơi đối ngược nhau một chút. Và chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm răng hàm lớn là cái nhóm răng khó nhất và dễ thất bại nhất là ở nhóm răng sáu hàm trên, bởi vì chúng ta hay bỏ sót ống tủy ở phía ngoài cần thứ hai. Chúng ta nhớ là có ống tủy răng sáu hàm trên có 4 ống tủy và 3 ống ngoài và 1 ống trong, trong đó riêng ống ngoài gần là có 2 ống. Thế là chúng ta tìm thấy 3 ống là chúng ta đã mãn nguyện và chúng ta đã nghĩ là đủ rồi. Và không hiểu tại sao bệnh nhân cứ đau mãi không thôi, thì chúng ta hay bỏ sót ống tủy thứ tư, đó chính là ống tủy ngoài gần thứ hai. Và nhóm răng sáu hàm dưới thì các bạn cũng hay bỏ sót cái ống tủy ống xa thứ hai. Chúng ta thường hay thấy là có một ống xa và hai ống gần. Tuy nhiên là nếu chúng ta mở rộng hơn một chút, mở theo hình tứ giác thì chúng ta có thể thấy hai ống xa và hai ống gần, như hai ống xa nó sát nhau. Về nhóm răng bảy thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có ba ống tủy, hàm trên là hai ngoài một trong và hàm dưới là hai gần một xa. Vâng, tôi hy vọng rằng các bạn nhờ cái sơ đồ này các bạn sẽ dễ nhớ hơn, các bạn có thể chụp lại màn hình để chúng ta có thể thuộc được ngay cái đường đi bản đồ tư duy về hình thái học một tủy. Vâng, và bây giờ đến bước thứ ba trong cái quy trình điều trị tủy một lần hẹn, đó chính là tạo hình, sửa soạn, làm sạch ống tủy. Thì như ngày xưa tôi học là có 3 phương pháp, như tôi đã chia sẻ trên cái slide này. Cái việc sửa soạn, làm sạch ống tủy là một cái bước cực kỳ quan trọng trong cái trước khi chúng ta hàm kết thúc. Thì ngày xưa chúng ta hay dùng hệ thống file tay, là chúng ta hay dùng các cái file từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên là 8, 10, 15, 20, 25, 30. Thứ nhất, chúng ta đi thật lùi. Tức là đầu tiên là chúng ta thăm dò bằng những cái file nhỏ màu tím hoặc màu ghi và màu trắng, nhưng mà chúng ta vô tình chúng ta không biết được cái điểm dừng ở đâu và chúng ta đã đẩy cái ngà mụn xuống dưới cuống. Đó chính là nhược điểm của phương pháp bước lùi step back. Và khi các cái máy móc công nghệ phát triển thì đa số họ sẽ ứng dụng cái phương pháp thứ hai là phương pháp crowd down. Phương pháp crowd down này thì lại sử dụng các cái file đầu tiên là rất to để mở miệng ống tủy, sau đó thì dùng các file nhỏ dần. Và khi mà dùng các file to ngay từ đầu thì nhược điểm là dễ tạo khớp và sai đường, vì máy nó rất là mạnh, nó dễ tạo khớp và sai đường. Và ngày nay chúng ta like hai phương pháp này với nhau thì có nhiều kiểu, mà nhiều kiểu like. Ví dụ như là chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp là thăm dò trước xong rồi dùng máy, hoặc chúng ta có thể dùng máy trước, mở rộng miệng ống tủy cho nó dễ nhìn với bơm rửa sạch kỹ, rồi bắt đầu chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta thăm dò để xác định chiều dài làm việc. Và bước thứ ba là chúng ta tạo đường trượt để tạo ra một cái đường trượt trơn nhẵn và không sai đường. Sau đó chúng ta mới dùng file máy kết thúc cái việc sửa soạn và bơm rửa kỹ giữa các lần tạo hình. Đơn giản không ạ? Các bạn thấy là khi mà các bạn có máy thì các bạn sẽ thấy là dùng máy rất là nhẹ nhàng, người ta gọi là nội nha tự tại hay là nội nha nhàn nhã hay là gì đó, nội nha một lần hẹn mà không phải đọ mọ, không phải lâu, thì chúng ta có thích không ạ? Và các bạn nhớ là các cái dung dịch bơm rửa này, thì ở đây là tôi liệt kê các loại dung dịch bơm rửa. Chúng ta có thể dùng oxy già hoặc là hyposon, oxy già 3% hoặc là hyposon tức là natri hypochlorite 3% để hòa tan các cái dung môi
tủy, các cái hòa tan các cái tủy tủy gọi là cái mô tủy, cái cơ, và thêm cái glycine là làm sạch các thành ngà mủ. Tức là các bạn tưởng tượng là cái lỗ sâu ấy, các cái thành ngà, thành ống tủy ấy, nó cũng như là các cái thành của ống sâu, nó có rất nhiều thành của lỗ sâu, nó có rất nhiều các cái ngà mủ, và chúng ta phải làm sạch để trắng cái ngà đi thì nó mới hết vi khuẩn, mới đảm bảo được vô khuẩn. Thì đây chính là cái chất glycine của, thì cái chất này sẽ là người ta hay gọi là chất bôi trơn nhá, thì chính là cái chất mà làm sạch các cái mô vô cơ hay là thành ngà mủ. Và chúng ta phải bơm rửa kỹ và bơm rửa bằng cái đầu kim bơm rửa nội nha chuyên dụng. Ngoài ra chúng ta có thể dùng nước muối sinh lý, betadine hoặc là dung dịch kim hay là gọi là chlorhexidine 0,12%. Tuy nhiên là các bạn nên nhớ là chlorhexidine 0,12% mà lại hợp mà cùng bơm rửa với cả natri hypochlorite thì nó sẽ xảy ra một cái phản ứng ngưng kết, phản ứng hóa học và tạo kết thủa, tạo thành cái chất độc. Vì vậy là chúng ta lưu ý là nếu như mà chúng ta bơm rửa kết hợp thì chúng ta phải trung hòa bằng nước muối sinh lý khi chuyển sang một cái dung dịch khác. Có được không ạ? Vâng. Các bạn có nghe rõ tôi nói không ạ? Thì tôi hôm nay nói cũng hơi bị hết hơi. Vâng, thì cảm ơn em đã trợ giúp mình. Thì cái vấn đề là chúng ta bơm rửa bằng cái gì cũng được, nhưng mà càng bơm rửa kỹ thì càng tốt. Và nếu như chúng ta có máy dung siêu âm, máy dung siêu âm sẽ làm sạch cùng với cả các cái dung dịch bơm rửa và làm sạch sâu qua ống thủy phụ. Nếu như chúng ta điều trị một lần hẹp, chúng ta không làm sạch sâu qua ống thủy phụ, mà đặc biệt là ở cái phòng 1/3 chóp, thì chúng ta sẽ rất là khó kiểm soát được cái kết quả. Cái chiều dài làm việc thì để mà có thể làm một lần và thành công luôn thì chúng ta phải xác định chính xác cái chiều dài làm việc của các ống tủy. Vâng, chúng ta phải xác định chính xác cái chiều dài làm việc của ống tủy, và chúng ta sẽ nhìn lên trên cái slide này thì chúng ta thấy là ngày xưa ấy, các thầy ấy, thì thường không có máy móc hiện đại như bây giờ, nhưng các thầy phải có kinh nghiệm và các thầy làm bằng cảm giác tay, và cái cảm giác tay chỉ có khi mà chúng ta rút lên chứ không phải là cái lúc chúng ta cắm xuống. Vì vậy cho nên là các bạn phải biết rằng chúng ta chấp hay bằng tay quen, chúng ta phải luyện cảm giác tay đầu tiên. Và trong cái lớp nội nha từ A đến Z của chúng tôi thì tôi sẽ cho các bạn trải nghiệm cái cảm giác tay. Vâng, và với sự hỗ trợ của máy thì có máy định vị chóp, mà chúng ta sẽ xác định cái điểm kết thúc tạm gọi là điểm S, sẽ cách cái điểm apex. Cái máy định vị chóp là gì ạ? Máy định vị chóp là apex locator. Máy định vị chóp apex locator thì sẽ giúp chúng ta xác định điểm gì ạ? Điểm A hay điểm S ạ? Nhiều người hay nhầm lẫn ở chỗ này. Máy định vị chóp sẽ giúp chúng ta xác định điểm A. Apex locator sẽ giúp chúng ta xác định điểm A. Và chúng ta phải lùi lại khoảng 0,5 đến 1 ly. Tức là khi mà nó cách cái điểm A đấy khoảng 0,5 đến 1 ly, bắt đầu nó kêu tít 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 thì chúng ta sẽ phải dừng lại. Và chúng ta sẽ phải rút lên để chúng ta cảm giác xem là nó đã chặt tay chưa, và chúng ta thử thử côn. Và chúng ta trước khi hàng kết thúc thì chúng ta sẽ phải dùng côn giấy để thấm khô, và nếu mà côn giấy đỏ tức là đã quá cuống. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Xác định chiều dài làm việc, cái kết hợp bốn phương pháp này thì chúng ta sẽ có một chiều dài làm việc chính xác. Và đến bước cuối cùng đó chính là hàng ống tủy. Hàng ống tủy thì sẽ có hai phương pháp, đó chính là đèn ngang với bút tang nguội và cây đèn tay.
và lèn dọc với gỗ tan nóng và các cái dụng cụ lèn nhiệt. Thì hiện nay thì đa số chúng ta là đều hàn lèn ngang, và cái chất dán dính của chúng ta là oxy kẽm và oxenol và cortisomol. Thì chúng ta biết rằng cái tác này nó sẽ tiêu, và bây giờ thay thế bằng AH26 hoặc các loại xi măng dán dính của ta. Và nếu chúng ta làm ngang thì chúng ta chỉ lèn được cái ống thủy chính thôi, chứ chúng ta không thể lèn được cái ống thủy phụ, đúng không ạ? Thì nếu như mà chúng ta muốn làm được cái ống thủy phụ thì chúng ta phải dùng các cái dụng cụ lèn nhiệt của hãng Quốc Baker hoặc là của các hãng có trên thị trường. Và chúng ta phải biết cách làm nào để bơm cho cái Gusta Beka đấy nó vào kín các ống thủy nhưng mà nó lại không quá cuống. Đấy là một cái mà chúng ta phải cố gắng, và đấy là chính là cái nguyên tắc thứ ba trong tam thức hộ nha. Nguyên tắc thứ ba đó là gì ạ? Hàn kín khít ống thủy, hệ toàn bộ hệ thống ống thủy theo không gian ba chiều. Thì các bạn so sánh hai cái phương pháp này với nhau ấy, thì các bạn thấy là cái mà phương pháp chúng ta hay làm ấy, thì thứ nhất là cái chất dán dính nó tiêu đi, và thứ hai là cái quốc ta nó co lại, và thứ ba là các cái ống thủy phụ không được làm kín. Thì đấy là cái môi trường cho vi khuẩn phát triển và sau này sẽ thành bệnh tiêu vân cuống. Vâng, tổng kết lại về phương pháp hàn ống thủy, có phương pháp hàn đơn côn là rất là đơn giản. Đơn giản nhất là hàn đơn côn, đúng không ạ? Phương pháp lèn ngang tức là hàn nhiều côn nhỏ, cái côn chuẩn ISO á, côn 2%, và phương pháp lèn dọc đáng nhiệt bằng quốc ta lỏng theo không gian ba chiều và kiểm soát thêm morphin. Nguyên tắc hàn ống thủy thì các bạn nhớ là trước khi hàn ống thủy thì chúng ta nên thử côn để chúng ta có thể xác định chính xác lại một lần nữa thừa thiếu điều chỉnh, rồi chúng ta sẽ hàn thuốc. Và chúng ta nên dùng AH26 và một số lưu ý, ví dụ như là cái ống thủy mà nó chưa bị lỗ cuống mở, chưa bị lỗ chóp mở thì các bạn có thể dùng lactulo. Nhưng mà với những cái trường hợp mà lỗ cuống nó không kín hay là nó bị viêm và nó gây, nói chung là trong những cái trường hợp mà lỗ cuống không kín cuống thì chúng ta không nên dùng lactulo, để tránh trường hợp đưa các cái phát hay chất hàn ra ngoài. Và chúng ta phải thử cái cây côn chính làm nào nó mút chặt tay như là cái file kết thúc hoặc là cái file mà thăm dò. Và chú ý không đẩy các cái bẩn vi khuẩn, độc tố vi khuẩn, thức ăn, nhà mùn xuống một cuống. Thì những cái điều này rất là tai hại, sai một ly đi một dặm là nó sẽ gây đau sau này. Và theo như lâm sàng thì chúng ta thường theo dõi một tuần, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi ấy, một tuần là không đủ, chúng ta phải theo dõi nhiều hơn, ít nhất là phải tầm, tức là sau khi chúng ta là hàng thủy xong ấy, thì thường chúng ta sẽ mau chóng làm cái chụp bọc, chụp xứ bọc vào để bảo vệ kết quả, cũng như là để thì đó thì các bạn biết rồi. Chúng ta thường là chúng ta vội vã kết thúc và chúng ta làm chụp bọc luôn. Và khi bệnh nhân đau thì làm sao ạ? Chúng ta điều trị lại. Và thông thường thì chúng ta hay hẹn bệnh nhân là một tuần không đau thì điều trị lại. Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu phần trăm trong số quý vị đang theo dõi và lắng nghe tôi chia sẻ đã làm được cái phương pháp là hàn nhiệt hàn ống thủy bằng máy bơm quốc gia PK nhiệt lỏng? Đây mới là cái phương pháp mà hiện đại nhất hiện nay, và các cái công nghệ sẽ giúp chúng ta hàn kín được các cái ống thủy phụ. Và làm nào để chúng ta kiểm soát được các cái pad đấy nó không đi ra ngoài? Và hiện nay thì có rất nhiều các cái trường hợp mà hàn quá cuống và gây kích thích cái đau, cũng như là hàng thiếu, hàng thừa. Thì đây là một số các cái bảng đánh giá kết quả trong hàng thủy. Các bạn thấy là thế nào là thành công? Thành công tức là không đau, ăn nhai được sau khi hàng, không sưng và x-quang thì rất là đẹp, đủ kín. Và nghi ngờ là gì? Tức là hơi đau nhẹ,
nhai mỡ dọc trong nhẹ và hàn hơi thiếu một chút, hàn cách uống tầm dưới 1 mm thì cũng gọi là theo dõi. Và cái phản ứng là có thể là nhẹ thoáng qua, sau rồi một lần là hết thì chúng ta có thể làm chụp bọc. Còn thất bại là gì? Thất bại là đau sưng, đau trôi răng, cảm giác lung lay răng hay là viêm mân cuống, thì đó là do kích thích cuống, hàn quá cuống. Thì nhiều trường hợp chúng ta hay nói là thừa hơn thiếu, nhưng riêng trường hợp này thì chúng ta khuyến khích là thiếu hơn thừa, à thiếu một chút còn hơn là thừa, vì thừa nó sẽ kích thích cuống sau này rất là khó có thể khắc phục. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút, và sau đó chúng ta sẽ bàn luận về 20 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị tủy, nguyên nhân thất bại khi điều trị nội nha một lần nhẹ và điều trị lại, cũng như là cách xử lý tình huống. Vâng, tôi mới nói nửa tiếng và chúng tôi còn một nửa tiếng nữa để chúng tôi có thể tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình, và sau đó là chúng ta có nửa tiếng để chúng ta giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi. Vâng, bây giờ chúng ta hãy dành khoảng vài phút để chúng ta thử động não xem, chúng ta thử nghĩ xem có những cái yếu tố gì ảnh hưởng đến kết quả điều trị nội nha một lần hẹn. Và tôi sẽ gặp lại các bạn trong vòng 2 phút nữa. Cho chị xin không nước. Cho chị xin không nước. Ngồi vào cái cốc này. Qua đây thử lắm. Chúng ta sẽ suy nghĩ về 20 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị nội nha. 20 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị nội nha là gì ạ? Thực sự là rất là khó tương tác khi đang ở cái chế độ này. Thì tôi có thể nói luôn, nhưng mà tôi cũng muốn dành cho các bạn khoảng thêm một phút nữa để suy nghĩ động não, đúng không ạ? Thì tôi sẽ giải đáp ngay sau đây, tôi xin phép các bạn một phút để tôi uống nước. Sự có mặt của bệnh lý viêm mân cuống, nếu như chúng ta chẩn đoán sai, chúng ta tưởng là chỉ bị viêm tủy đơn thuần, chúng ta không biết đến sự có mặt của bệnh lý viêm quanh cuống trước khi điều trị nội nha, thì cái kết quả của chúng ta chắc chắn là sẽ tái phát, tức là kết quả sẽ chắc chắn là rủi ro rất là lớn ạ. Trong những trường hợp mà có mặt bệnh lý viêm quanh cuống mà chúng ta lại điều trị một lần nhẹ, đúng hay rất đúng ạ. Và thứ hai là độ co và độ tiêu của vật liệu hàn. Thì với những cái vật liệu hàn mà nó có thể bị tiêu sau khoảng một thời gian, thì khi mà mới hàn thì nó lại kết quả tốt, nhưng sau khoảng một năm thì kết hàn nó bị tiêu, các nó bị tiêu và chúng ta sẽ không còn được cái kết quả như lúc đầu nữa, và chúng ta sẽ phải đối diện với cả những cái phản hồi không được tốt của bệnh nhân. Và tiếp nữa là nhóm răng, thì các bạn biết là nhóm răng hàm sẽ khó hơn nhóm răng cửa. Và tuổi thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về răng trẻ em, răng người già, răng người lớn. Thì cái độ tuổi lao động ấy là cái độ tuổi mà là người lớn, tức là răng đã đóng kín cuống. Còn người già và trẻ em thì nó sẽ là phần răng cao. Và trẻ em thì những cái răng mà chưa trưởng thành hay là chưa đóng kín cuống là một cái điều trị rất lâu và rất là phải kiên trì và phải giải thích với bệnh nhân từ đầu, giống như là chỉnh nhai có thể trường hợp kéo dài đến 1 năm hoặc 2 năm. Và người già thì lại là một cái thách thức vì là ống tủy co hẹp và thường hay bị
tắc rồi hay bị bỏ cuộc. Về giới thì nam nữ thì các bạn biết là mỗi một giới tính có một đặc điểm riêng. Ví dụ như nữ thì bận nội trợ, nam thì bận đi gặp gỡ bạn bè, giao lưu và học hành. Thế thì nhiều khi là hay bỏ cuộc giữa chừng, hoặc là lý do này lý do khác. Nhiều khi nếu chúng ta điều trị nhiều lần hẹn là bệnh nhân về hết đau là sẽ đi làm sao ạ, không đến nữa, ta bảo là cảm ơn bác sĩ đã khỏi rồi. Đấy là chính là lý do vì sao mà chúng ta nên điều trị một lần hẹn với những cái trường hợp mà nhẹ, tức là viêm tụy cấp. Tưởng là viêm tụy cấp là rất nặng, nhưng mà viêm tụy cấp nó chỉ là cái viêm tụy nhẹ, nó chưa viêm ăn cuống thì tức là vẫn có thể điều trị một lần hẹn được. Và cái môi trường vi khuẩn trong ống thủy trước khi hàng thủy rất là khó định lượng với vi khuẩn, đúng không ạ? Và kỹ thuật hàng của bác sĩ thì là hay bằng tay quen. Và quá trình phát triển của bệnh lý viêm quanh cuống hay là số lần điều trị thì ví dụ như là tôi hay nói đùa là gặp nhau lần nào cũng vội thì không bằng một lần làm thật kỹ đấy. Và sức khỏe toàn thân và sức đề kháng của bệnh nhân cũng là những cái yếu tố mà rất là quan trọng quyết định cái kết quả điều trị nội nha một lần hẹn. Và chất lượng hàm tủy, hàm thiếu, hàm thừa hay thời gian theo dõi chưa đủ, ví dụ chúng ta theo dõi một tuần chưa đủ ạ, ít nhất là 3 đến 12 tháng. Và tình trạng tủy, ví dụ như là sót tủy này, hoặc là viêm tủy hoại tử, hoặc là viêm phanh cuống, thì có những cái trường hợp là chúng ta bơm rửa những cái chất sát khuẩn nhẹ quá, nó không hết được những cái vi khuẩn ở trong cái ống tủy phụ. Và đấy chính là lý do vì sao chúng ta bị đau lại, bệnh nhân bị đau lại, bệnh nhân của chúng ta bị đau lại. Hoặc là có những cái quan điểm là không hàng của ta thì cái tác nó tiêu đi thì nó lại bị đau lại cái khác đó. Nhưng mà đây là các cái triệu chứng đau sau hàng, rồi là tiêu uống chân răng hay tiêu xương quanh chóp tuổi già chẳng hạn, nó vi khuẩn là do thời gian, do rất nhiều vấn đề sang chấn. Và mỗi lần điều trị nếu lần nào chúng ta cũng bộ thì chúng ta không thể nào điều trị có thể triệt để được. Và thà là chúng ta điều trị một lần hẹn. Và cái trạng thái tâm lý sức khỏe của nha sĩ cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là tôi lúc 9 giờ sáng là tâm lý là sẵn sàng, nhưng mà 9 giờ tối thì bệnh nhân mới đau thì tâm lý là lại mệt mỏi và lại không sẵn sàng. Đấy chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị nội nha. Vâng. Và muốn thành công thì hãy biết chịu trách nhiệm. Tôi thì thích cái hình ảnh này, và tôi muốn các bạn hãy tự điều trị lại những cái ca mà các bạn thất bại, chứ đừng có đẩy cùn đẩy ra người khác, hoặc là đẩy đi ra phòng khám khác. Điều trị lại thì nhiều khi rất là ngại, tuy nhiên là chúng ta cũng phải làm. Nếu như mà không làm thì chúng ta sẽ khó mà có thể thành công được. Đúng hay rất đúng không các bạn? Như tôi nói nhanh quá. Vâng, thì điều trị một lần hẹn tôi cũng đã điều trị nhiều, nhưng tôi cũng đã từng gặp những ca thất bại, không phải là không gặp. Và tôi thường hay trăn trở là tại sao mình làm kỹ như thế mà bệnh nhân vẫn đau, vẫn thất bại. Thì hôm trước tôi đã chia sẻ với các bạn về các cái nguyên nhân gây đau và cách xử lý và cái phương pháp điều trị nội nha nhiều lần hẹn. Và bây giờ thì hôm nay tôi đã chia sẻ về cái điều trị một lần hẹn và các cái yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị nội nha một lần hẹn. Và hai cái yếu tố này là chúng ta nhiều khi chúng ta không thể biết trước được, và chúng ta chỉ cố gắng hết sức làm thật kỹ, làm thật tốt và tận dụng tất cả các cái gì chúng ta có để chúng ta không phải điều trị lại. Nhưng mà trong cái nội dung chương trình ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các bạn cả những cái trường hợp mà rủi ro
ví dụ như là điều trị một lần hẹn nhưng về bệnh nhân đau thì sao, thì cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ tự điều trị lại, chúng ta phân tích những cái nguyên nhân vì sao chúng ta thất bại và chúng ta làm lại từ đầu. Và trong những cái nguyên nhân thất bại thì có những cái nguyên nhân khắc phục được và có những cái nguyên nhân thì không thể khắc phục được, thì chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân và lại khám lại, lại lên kế hoạch điều trị lại. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cái bí kíp điều trị lại, như là đơn giản nhất chỉ là lấy bỏ hút ta và những cái tác, tức là những cái chất rắn hút ta và những cái dụng cụ, có thể là dụng cụ gãy, nhưng mà dụng cụ gãy thì lấy ra cũng 50-50, có trường hợp mà nó dài thì lấy ra được, trường hợp mà nó tận chóp chân răng thì rất là khó. Vâng, thưa chị lại tại sao lại không? Tại vì nếu như chúng ta điều trị lần đầu mà chúng ta vội vàng quá, hoặc là có chỗ khác người ta điều trị không tốt và chúng ta điều trị lại, thì đó là chính là cái cơ hội trong nguy và cơ. Tức là không bao giờ tôi điều trị một lần hẹn mà tôi bảo xong rồi, mà tôi sẽ nói là cháu là hàng cho bác và theo dõi, nếu không đau thì là kết thúc, còn nếu mà đau thì là bác lại đây cháu lại thay thuốc khác cho bác và theo dõi phải 2 lần, ít nhất là 2 lần thì chúng ta mới kết thúc, 2-3 lần. Và những cái trường hợp như thế này và hình ảnh x-quang như thế này là chúng ta phải điều trị lại, vì nó có cái bệnh lý viêm gân cuống và nó có không có hút ta và có tiêu các cái chất hàm phát đang dính. Bạn có gì rõ không ạ? Rồi thì đây là cái slide mà tôi tổng kết các cái nguyên nhân thất bại khi điều trị lần đầu, hay còn gọi là điều trị nhổ nha một lần hẹn. Thì thông thường ấy, thì khi mà chúng ta mới làm, chúng ta chưa có kinh nghiệm, thì chúng ta hay tự trách bản thân mình là tại sao mà và lại đau, rồi mình làm như thế áy náy rồi là đủ thứ. Nhưng mà nguyên nhân khách quan cũng góp phần không nhỏ trong cái điều trị thất bại khi mà điều trị. Nói chung là có những cái trường hợp hệ thống ống tụy phức tạp, gọi là dị dạng ống chân răng, cái ống tụy già, cong tắc hẹp, hoặc là chúng ta thiếu phương tiện, chúng ta không có x-quang, chúng ta không có máy, chúng ta không có gì ngoài các cái phay tay, thì chúng ta phải nâng cao cái kỹ năng, đúng không ạ? Và nếu như mà bệnh nhân mà không hợp tác thì tức là chúng ta cũng thất bại. Bệnh nhân không hợp tác thì chúng ta thất bại là chúng ta không thể biết được là cái kết quả như thế nào. Chúng ta điều trị một lần hẹn nhưng mà bệnh nhân đến một lần xong rồi không thể đến nữa và gọi không nghe, thì làm sao chúng ta biết được là thành công hay thất bại? Và đến một ngày đẹp trời thì bệnh nhân người ta phản hồi với mình là nó đi chỗ khác là làm rồi, làm lại rồi, thì thực sự là đấy là cái thất bại mà rất là đáng tiếc. Nhưng mà nếu người ta còn quay lại với chúng ta và phản hồi cho chúng ta biết là chúng ta làm cho họ vẫn đau và họ muốn là chúng ta sẽ tự sửa lại cái sai sót này của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải cố gắng điều trị lại. Và ví dụ như có những người là bị nang chân răng do chấn thương và điều trị một lần sau đó thì đổi sang phẫu thuật và sau đó lại bị tái phát, thì chúng ta cũng nên điều trị lại. Đây là một trường hợp như vậy. Thì đầu tiên là bệnh nhân bị tổn thương 3 cái răng cửa, sau đó thì được phẫu thuật nạo răng và cắt uống, và vì không có cái chất hàm ngược cho nên là lại tái phát và sau đó chúng nó bị lan lên thành bốn bốn hoặc 5 cái răng, tức là cái nang rất rất to và bị tái phát do là cái môi trường bên trong răng nó có vi khuẩn, nó chưa đảm bảo vô khuẩn
là không hàm lượng, nên là cái môi trường bên ngoài, tức là cái môi trường nang ở trong xương ạ, môi trường nang đấy nó lại tái phát thì nó còn vi khuẩn, nó tái nhiễm khuẩn và nó lại sưng đau, thì chúng ta nên tháo ra điều trị lại, rồi sau đó chúng ta sẽ kết hợp với cả phẫu thuật. Cái lỗi mà hay gặp nhất trong cái điều trị một lần hẹn là chúng ta bỏ sót ống tủy. Cái hình ảnh này mà thay cho lời nói, các bạn nếu như các bạn mở không đủ thì các bạn chỉ thấy một ống tủy, và cái ống tủy phụ kia nếu chúng ta mở rộng thêm một chút thôi thì chúng ta đã thấy. Và đó chính là cái điều mà nếu khi chúng ta không biết. Chúng ta có ba cái không biết. Một là chúng ta không biết những cái gì chúng ta không biết. Và hai là chúng ta không biết. Và có thể chúng ta nghĩ là như thế là đủ, là chúng ta không đi tìm nữa. Tức là những cái sơ đồ lúc nãy tôi nói là nhiều khi răng cửa chúng ta chỉ nghĩ là răng một chân thì chỉ một ống tủy, nhưng mà cái răng cửa hàm dưới thì lại có hai ống tủy. Tức là tôi đã từng bị một trường hợp, tức là tôi nghĩ là răng cửa chỉ có một ống tủy và tôi làm một lần nhẹ, sau đó thì bệnh nhân quay lại và đau và tôi mò thêm ống tủy nữa, giống hệt trường hợp này, và sau này là bệnh nhân hết đau. Về lạm dụng các cái máy nội nha mà kiểu như là cái tốc độ cao và không có tạo đường trượt thì nó dễ bị đau khớp, sai đường và để lại những cái lỗ chân như thế này, là thủng thành ống tủy và sai đường, thì đều hiện lại chúng ta liệu có tìm thấy con đường hay không thì chúng ta tự định giá cái bảng, cái gọi là cái kỹ năng của chúng ta, cái bản thân của chúng ta. Thì đây là một trường hợp viêm quanh cuống và nó có cả cái hậu viêm quanh răng, viêm chảy trong răng, và điều trị lại khá là ok. Đây là một trường hợp mà thủng hàm, và hàm thì rất là đẹp, chiều dài làm việc rất là chuẩn, nhưng rất tiếc là thủng sàn. Thì chúng ta đã có một cái cứu cánh, thì chính là MTA, và tôi đã làm thành công một vài ca MTA vá sàn. À, chỗ khác người ta bảo nhổ nhưng tôi rất là tiếc, để răng số 6 trẻ em nó rất là chìa khóa khớp cắn, và tôi đã đầu tư có MDA để phá sản, và cái kết quả như, cũng khá là khả quan, các cái viêm nhiễm đen đã được sáng dần và xương dần dần hồi phục, và tôi cho kết hợp uống kháng sinh cũng như là bơm rửa trước khi mà hàng kết thúc bằng MTA. Chúng tôi có thể đặt sát khuẩn một lần tháng qua, sau đó chúng tôi mới hàng MTA, và MTA cũng có tính kháng khuẩn chống viêm giống như Rosiglan nhưng mà không tiêu. Điều trị lại trong những cái trường hợp mà các bạn nhìn thấy trên hình này thì cái hình ảnh này nó không được đẹp lắm, tại vì là hình ảnh này là hình ảnh tôi theo lớp cao học Pháp Việt và vẫn còn nguyên tiếng Pháp đấy ạ. Tôi vẫn để nguyên bản quyền. Thì là cái nguy cơ ấy, mà gãy chân răng trong khi điều trị lại là có, và các bạn nhìn thấy có hai hình ảnh trong hình này, đó chính là cái răng cửa dưới có hai ống tủy trụ vào và ra cùng một đường, và cái chất hàm nó cũng hơi quá cuống một chút, và cái hàm trên thì các bạn nhìn thấy mũi tên ấy, thì nó có cái dấu hiệu nứt chân răng, bạn bị nhân đau như kiểu viêm nha chu, nhưng mà tác giả thì vẫn muốn là sửa chữa sai sót bằng cách điều trị lại, và đây là cái kết quả. Vâng, điều trị lại thì cái tỷ lệ thành công là 50-50. Đây là kết quả mà bà giáo sư Anne Claire đã mạnh dạn chia sẻ là các thất bại của bà ấy. Tức là những cái trường hợp mà gãy vỡ chân răng và điều trị lại, và cuối cùng kết quả là phải nhổ. Như thế là những cái rủi ro, những cái gọi là hên xui. Và những trường hợp mà ngoại tiêu chân răng hay là gãy vỡ chân răng thì các bạn rất thận trọng điều trị lại. Với những trường hợp này thì phim này nó cũng
không được nét lắm, nhưng mà có cái tổn thương ở vùng chân xa. Vâng, chân xa. Và sau khi làm chụp thì bệnh nhân than phiền là không ăn được và đau, và còn bỏ sót tổn thương ở phía răng bên cạnh, tức là răng số 7. Thì các bạn thấy là cái tổn thương này nó làm cho các cái sừng tủy thu nhỏ và các cái viêm nhiễm đau nhức này có thể nó là hai tổn thương, là tổn thương cả ở cái phần chân mà hàm bị thiếu sót và cả tổn thương ở cái răng sâu bên cạnh, sâu kẽ bên cạnh. Nên các bạn lưu ý loại trừ những trường hợp mà bệnh nhân người ta có khi lại đau cái răng bên cạnh hơn nhỉ. Vâng, và phương pháp lấy bỏ gút ta thì tôi hay sử dụng các cái size H số 25 và màu đỏ, cái size giũa tôi sẽ lách vào và các cái vòng tác dụng sẽ đâm vào cái gút ta và giật nó ra, thì là sẽ rút được cái gút ta ra. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta không có cái đường, hay dùng phương pháp tạo đường vòng này thì nó phải có một cái đường đi, đúng không các bạn? Nó phải tiêu cái chất cái tắc ấy. Đấy là lý do vì sao mà điều trị lại theo cái phương pháp ngày xưa ấy, tôi thấy điều trị lại rất dễ. Nhưng mà nếu mà theo phương pháp ngày nay, tức là hàng mà các cái vật liệu không tiêu, các cái chất dáng dính mốc ta không tiêu thì điều trị lại phải dùng cái này. Cái này là cái gì ạ? Vâng, đó chính là dung dịch làm mềm gút ta. Và nếu cách nhanh nhất để loại bỏ nó là đi xuyên qua nó, và có các cái bộ khoang rất là siêu cứng có thể đẩy các cái gút ta ra, và với các cái chiều dài khác nhau, đầu tiên là 1/3 trên, sau đó là 2/3, rồi cuối cùng là hết cách chiều dài làm việc chúng ta sẽ đẩy gút ta ra. Nhưng trong cái điều chỉnh lại có một cái vấn đề nan giải nhất, đó chính là làm nào để lấy bỏ được cái tay bị gãy trong một tỷ. Vâng, làm nào nếu như mà cái file gãy đấy nó tương đối dài thì chúng ta có thể cong bằng cái đầu như này, tức là có công ty họ cũng phân phối các cái đầu để cong các cái dụng cụ gãy, nhưng mà nó với điều kiện là chúng ta cũng phải nhìn thấy nó cũng hơi thập thò ở chỗ miệng ống tủy hoặc là ở giữa ống tủy thì chúng ta mới có thể cài cắm vào câu kéo ạ. Chúng ta có thể là dùng các cái đầu xi lanh, đầu bơm bơm xi lanh, bơm lộ nha ấy, bơm rửa lộ nha. Chúng ta bạn dùng loại to nhất để chúng ta cắt cái đầu đi, các cái đầu nó bị bịt để không đẩy xuống cuống, chúng ta cắt cái đầu đi và chúng ta sẽ làm nào để cho nó kẹp vào hai cái lỗ ấy, rồi chúng ta kéo lên. Đấy là một cách. Cách thứ hai là chúng ta dùng các cái siêu âm, các cái dụng cụ siêu âm có thể là số 15 hoặc là số 20, chúng ta sẽ rung rung lắc lắc như kiểu lưỡi dao răng ấy, mà nó sẽ rơi, chúng ta hy vọng là nó lỏng và nó rơi các cái dụng cụ gãy hoặc là cái bút ta ra. Thì đây là các cái đầu siêu âm lấy bỏ bút ta và dụng cụ gãy. Các bạn thấy là nó hình nó như là một cái len à. Nó trơn mà nó cứng, nó như là một cái len, nhưng mà nó phun nước và nó làm sạch sâu ở các cái vùng xung quanh và cái dụng cụ gãy như là bút ta cũ. Và kết hợp với bơm rửa, các bạn thấy là cái đầu bơm rửa mà kim ấy thì nó thường hay đẩy xuống cuống, nhưng mà cái đầu bơm rửa nội nha thì nó lại khác, nó bịt kín ở phía cuống và nó đẩy ngược ra phía hai bên, nó hơi nặng tay hơn một chút và nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Và ôn lại một chút về cái điểm A và điểm S. Cái điểm A là điểm tận cùng của chân răng trên phim X-quang, là hình chiếu của một cái, nó giống như cái hai cái ngón tay này, các bạn nhìn thấy không ạ? Giống hai cái ngón tay, bạn có nhìn thấy thành không? Các bạn cứ tưởng tượng hai cái thành giống gì ấy. Hai cái thành chân răng ấy thì nó có một điểm chạm, thì cái điểm chạm đấy chính là điểm S.
và cái điểm chạm đấy, từ cái điểm điểm F đấy đến cái điểm A ở trên thực tế là cách nhau là 0,5 đến 1 ly ở người trẻ và 0 đến 3 ly ở người già. Nhưng nó chỉ là trên thực tế, tức là nó không phải là hình chiếu như X-quang mà nó là trên thực tế. Nhưng mà để trên X-quang ấy thì cái hình chiếu đấy nó có thể lớn hơn. Các bạn lưu ý phần này nhé. Tức là cái trên thực tế là không tăng 3 chiều, thì điểm F đến điểm A là nó chỉ cách nhau từ 0,5 đến 1 ly, nhưng mà nó có thể tiêu đi do bệnh lý, ví dụ như viêm vinh cuống nó tiêu, ngoại tiêu, nội tiêu, và hoặc là nó bị dày lên theo tuổi, ví dụ như một người già thì cái đôi khi cái điểm F này rất là khó xác định, đặc biệt là ở người già hoặc là những cái răng chưa lọc hình cuống. Còn những cái răng mà nó có lỗ hình lỗ chóp không, cái lỗ chóp là không phải lỗ chóp là điểm A nhé, là điểm tận cùng của răng răng, và cái điểm mà lựa chọn giới hạn phía cuống ấy, để chúng ta hàng kết thúc mà nó không đẩy ra ngoài ấy, thì nó sẽ là điểm B, hoặc là theo hình chiếu nó sẽ là điểm F. Còn điểm C là gì? Điểm C là chưa tới. Điểm C là tức là mình thấy chặt chặt, mình dừng lại thì có khi là nó vẫn thiếu khoảng tầm 1 ly hoặc là 0,5 ly. Thì nói chung là thiếu nhiều thiếu ít thì tùy theo cái độ cong của cái chân răng. Vâng, và cuối cùng là đánh giá kết quả điều trị lại theo cái bảng chỉ số của nước ngoài. Đây là dịch ra tiếng Việt. Thì chỉ số quanh chóp răng, tức là nó lại là có viêm vinh cuống, có viêm quanh chóp răng thì là răng bạ. Mà nếu mà không có viêm quanh cuống mà không đau gì cả thì là thành công. Đúng rồi, đây là một số ca thành công ạ. Và ở nước ngoài thì đây có một cái hai cái ca mà tôi chia sẻ với các bạn. Thì tất cả những cái ca mà nó viêm quanh cuống hay là viêm nha chu thì rất là thận trọng, và đôi khi thì người ta không thể chờ đến khi mà cái tổn thương xương nó biến mất, tại vì rất lâu ạ, 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta chỉ cần là ống thủy khô sạch là chúng ta có thể hàn kết thúc luôn và theo dõi. Thì đây là cái kết quả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn bây giờ là nghỉ giải lao khoảng 5 phút và chúng tôi sẽ sưu tập các cái câu hỏi của các bạn. Chúng tôi đang chúng tôi đang chờ những câu hỏi của các bạn và tôi sẽ giải đáp câu hỏi của các bạn trong khoảng thời gian sắp tới ạ. Các bạn có câu hỏi nào các bạn vui lòng gửi lên màn hình để đội ngũ hỗ trợ có thể đọc giúp tôi. Đang đọc giúp chị. Viêm quanh cuống điều trị một lần hết được không ạ? Làm tốt nội nha không? Làm tốt nội nha không thì dân sao? Như lúc nãy mình có chia sẻ ngay từ đầu rồi là viêm quanh cuống thì không nên điều trị một lần nhẹ. Tại vì là nó rủi ro. Cái câu hỏi này tại sao thì các bạn biết là khi mà vi khuẩn nó không chỉ ở trong cái phòng kín là nội nha, mà nó đã ra ngoài cái xương, ra ngoài cái khoảng cuống răng, tức là rủi ro cao và sẽ đau sau khi điều trị, là cái tỷ lệ tái phát cao, cho nên là chúng ta không nên làm một lần hẹn. Vì nội nha một lần hẹn tức là chúng ta chỉ làm trong lòng răng, và nếu như mà nó đã bị viêm quanh cuống tức là nó đã bị ra ngoài, cái vi khuẩn nó đã phát triển ra ngoài cái buồng khoang nội nha rồi thì cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ cao hơn. Các bạn hiểu chưa ạ? Xin hỏi bác sĩ Trang cách điều trị đang quan trọng.
Các bạn ơi, các bạn có thể hỏi trong cái phần bài ngày hôm nay đúng không ạ? Tại vì cách điều trị nang quanh chóp thì tôi đã chia sẻ cái hôm trước rồi. Cái hôm trước là nếu mà các bạn vào Facebook của tôi, các bạn có thể lộn lại dòng thời gian là tháng 5 này. Tháng 5 tôi đã chia sẻ cái bài viêm quanh cuống và cách điều trị cũng như là có cả cắt chóp, có cả phương pháp phẫu thuật cắt chóp. Thì các bạn vui lòng hỏi trong cái bài điều trị nội nha một lần hẹn được không ạ? Còn cái bài nang quanh chóp là một cái bài khác rồi. Cho em hỏi với những đang bị thủng xà thì tối ưu nhất khoa là gì? À, như tôi vừa chia sẻ là MPA, răng bị thủng sàng là chúng ta có thể vá bằng MPA nhé các bạn nhé. Các bạn có hỏi gì không ạ? MPA thì nó có hai loại, một loại là MPA dạng bột trộn với nước và một loại MPA váng trắng, thì chúng ta nên dùng cái MPA trộn bột với nước thì tốt hơn là MPA váng trắng ạ. Các bạn hỏi gì nữa không ạ? Xem về câu hỏi. Đây là cái ca ca điều trị lại mà thủng sàng mà dùng MTA. MTA là nó sẽ chính là cái phần trắng trắng là nó vã cái sàn đấy ạ. Nó rất là tốt, nó có tính kiềm khi mà đông cứng và nó có tính sát khuẩn, và chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương kiềm mở dần đi. Trong điều trị nội nha, Đức Đức đọc có gì? Vâng, trong điều trị nội nha là ngày hẹn cô ưu tiên dùng các dung dịch bao giờ nhà ạ? À vâng, cảm ơn bạn Andy. Câu hỏi rất là hay. À, trong điều trị nội nha một lần hẹn thì thông thường thì tôi thấy là mình nên bơm rửa kỹ và nên phối hợp các loại dung dịch bơm rửa, và đặc biệt là nên dùng các cái dung dịch là natri hypochlorite và có kết hợp với cả ống hút phẫu thuật hoặc là đặc đê cao su để làm gì ạ? Để đảm bảo là hòa tan hết các cái mô tủy hoại tử ở trong các cái ống tủy phụ cũng như các ống tủy chính, như mô tủy còn sót, và chúng ta có thể bơm rửa lại bằng nước muối sinh lý hoặc là kết hợp với cả một số các cái dung dịch như là betadine, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với các cái chất bôi trơn, các cái chất dry, EDTA tạo phức hợp vòng kiềng và làm sạch cả thành ngà nữa. Làm sạch nó có hai phần là làm sạch hữu cơ và làm sạch vô cơ. Thì làm sạch hữu cơ chính là các cái mô tủy, thì chúng ta sẽ hòa tan bằng các cái dung dịch natri hypochlorite từ 2,5 đến 5%, và cái gì em sorry cái gì đấy? Vâng, chúng ta có thể bơm rửa lại bằng nước muối sinh lý để nó trở lại môi trường sinh lý, và nếu như chúng ta không đặt đê cao su được thì chúng ta có thể dùng ống hút phẫu thuật. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, mời trường hợp tiếp theo. Trường hợp tủy sung huyết, máu ra không cầm được. Đọc của chị đấy. Tủy sung huyết máu ra không cần được trong bệnh lý tiêu chảy cấp thì cách nào để bác sĩ có không ạ? Vâng, cảm ơn bạn. Thì trường hợp tủy xung huyết máu ra không cầm được trong bệnh lý viêm tủy cấp, sao lại vấn đề là gì? Cái câu hỏi này cũng khá là hay, tức là trường hợp mà xung huyết tủy đúng không ạ? Xung huyết tủy tức là cái trường hợp mà tủy viêm tủy và chảy máu. Trường hợp viêm tủy và chảy máu và không cầm được thì chúng ta nên đầu tiên là lấy hết
cái thận tủy, và thứ hai là chúng ta có thể bơm rửa bằng oxy già. Chúng ta có thể bơm rửa oxy già nó tác động cầm máu, và khi mà hết thì đứt dây thủy rồi thì bơm rửa oxy già một chút là nó có thể cầm máu. Vâng. Thường mà chúng tôi trong những trường hợp mà nhiều máu ấy thì tôi hay bơm rửa bằng oxy già. Nhưng mà cái câu hỏi này thì là xung huyết tủy, thì xung huyết tủy thì nếu như các bạn học kỹ về cái phần dấu hiệu lâm sàng ấy thì nó lại là không phải là viêm tủy không hồi phục mà nó lại là viêm tủy có hồi phục. Nhưng mà tôi hiểu ý bạn là những cái trường hợp mà lấy tủy và máu không cầm được thì các bạn có thể bơm rửa bằng oxy giả, dung dịch oxy giả. Cái câu hỏi cuối cùng. Vâng, thì thời gian cũng sắp hết rồi, có rất là nhiều câu hỏi thì các bạn nào nhanh tay thì sẽ được giải đáp, còn nếu không thì chúng ta sẽ lập nhóm và chúng ta sẽ giải đáp trong nhóm sau nhé. Ông muốn làm cái gì? Vâng. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Ok, nếu như không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay bây giờ được không ạ? Vâng, hình như vẫn còn một câu hỏi. Cô cho em hỏi thuốc băng ống tủy thường dùng trong trường hợp viêm quanh cuống. Các bạn ơi, tôi thì hay dùng canxi ạ. Trong những trường hợp viêm quanh cuống thì tôi hay dùng hydroxyl canxi. Nhưng mà bài ngày hôm nay thì chúng ta học về điều trị nội nha một lần hẹn, cho nên là ngay chừng là cái câu hỏi này nó có hơi đặc biệt ạ. Vâng, thì nếu như không có câu hỏi nào nữa thì rất có thể giúp chị cái phần kết nối với tên hãng được không? Ok, vâng, bây giờ là cái thời gian chúng ta có thể nghĩ cũng như là cho tôi hỏi là cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay có mang lại giá trị cho các bạn nhiều không ạ? Hy vọng là cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay có thể giúp các bạn hiểu sâu hơn, rõ hơn về cái điều trị nội nha một lần hẹn cũng như là chỉ định và các cái bước thực hiện để giúp các bạn thành công ạ. Và sau đây thì bên hãng Baker không không cần đó. Vâng, thì nếu như các bạn không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc với buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe ạ. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong những buổi tiếp theo ạ.